Phương Nhi ơi, hồi nãy mình diễn mình có vấp một cái rồi, không biết là mình có lo sợ không đó. Anh hỏi là sẽ có, nhưng mà thôi thì em cũng đã lấy được tinh thần để diễn lại một lần nữa. Mọi người cũng thông cảm cho em, tại vì cái kinh nghiệm của em cũng hơi ít. Và rồi rồi sẽ chị diễn thì mình rồi nên là không có gì trong mong mọi người bỏ qua, em rồi. Sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Rồi, xin cái này nào. À, lên xe nào. Không, vậy.